Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn bạn trên trang web lọcphankinhtu.com. Thì video trước chúng ta đã tìm hiểu xong một số cái công cụ hỗ trợ cho cái việc mà đặt khóa cây chuyển động trong cái login RH Charter Tool rồi. Thì còn cái phần mà tôi nói các bạn là giờ chúng ta muốn copy cái chuyển động từ trên cái trang Mixamo thì sao bạn? Những cái này nãy giờ từ đầu cái danh sách phát này đến giờ là chúng ta chỉ gắn xương cho nhân vật chúng ta đứng yên cố định chỗ thôi bạn, còn giờ muốn copy cái chuyển động từ trên cái trang web đó xuống thì làm sao? Rồi thì nó không như cái cách mà bạn làm mà chúng ta đã từng học qua cái charter rồi bạn, cái charter rồi cái trong đây chúng ta sử dụng cái bộ mà Mixamo Control Rig á, thì cái cách đó thì nó dễ, nó chỉ làm một bước thôi bạn, làm trực tiếp một bước thì bạn chỉ cần chọn cái bộ khung xương này, sau đó bạn làm một vài thao tác là chúng ta xong rồi, là nó lấy luôn cái việc chuyển động. Nhưng mà đối với khi mà chúng ta sử dụng cái RH Charter Tool này bạn, thì nó không có là một bước bạn, nó phải qua hai bước lận, nó trung gian tới hai bước lận ha. Rồi thì cái bạn phải làm đúng theo cái trình tự này thì mới được, lưu ý phải làm đúng hai bước. Rồi cái bước thứ nhất là ví dụ như các bạn dựng hình được một cái nhân vật nào đó, rồi tôi lấy ví dụ ha, như bạn dựng hình được một cái nhân vật nào đó rồi chưa có gắn xương gì hết trơn ha, thì cái bước đầu tiên là giống như từ đầu video đến giờ bạn phải tải lên cái trang Mixamo. Rồi bạn sẽ tải lên ha, giả sử như tôi dựng một cái nhân vật nào đó trong cái phần mềm Sima4D, mới dựng hình các bạn, mới dựng model thôi. Rồi sau đó tôi sẽ thực hiện file nè, export. Tôi sẽ xuất cái file định dạng FBX. Đây, là file định dạng FBX là có cái phiên bản là 2012 bạn ha. Rồi tôi nhấn OK, ví dụ tôi xuất ra rồi. Tôi xuất ra rồi á, ta đang làm bước thứ một ha, bước thứ nhất ha. Rồi các bạn sẽ upload tên, upload cái file FBX ta mới vừa xuất á, lên trên đây. OK ha. Lên trên đây rồi bạn sẽ chọn những cái điểm để nó gắn xương, như là cổ tay hay là cái đầu khuỷu gối, cái khuỷu tay hay là cái đầu gối đó bạn. Rồi cái càm rồi đó, nó thì bạn làm hết những thao tác đó. Sau khi mà nó gắn xương tự động rồi á, thì bạn sẽ nhấn download, tải về cái nhân vật chúng ta ở cái tư thế là chữ T như thế này. Lưu ý ha bạn, tải về cái nhân vật chúng ta tư thế chữ T như vậy. Tôi làm thử cho bạn xem ha, để cho tôi tải về đây. Rồi. Nhà lưu ý là khi bạn tải về rồi á, thì bạn không có tắt cái giao diện cái trang web này ha, bạn giữ nguyên cho tôi. Lưu ý không có tắt, giữ nguyên cái giao diện này luôn. Để chi ạ? Để chút chúng ta sẽ làm bắt đầu tiếp cái bước thứ hai. Lưu ý các bạn ha, không có tắt luôn. Sau khi chúng ta tải nhân vật chúng ta lên rồi á, thì chúng ta để cái nhân vật chúng ta không có chuyển động. Ta không có qua cái bước chuyển động, ta chỉ đang ở cái bước mà đứng yên tại chỗ nè. Đứng yên cái tư thế chữ T rồi chúng ta tải về thôi. Download về. Rồi được cái file này bạn. File này có tên là CH46 nè. Rồi ta mở ra một cái file mới này, ta làm sẵn này, tôi ôm lại kiến thức cũ luôn, không lại cái mấy video trước các bạn chúng ta làm á, giờ ta ôm lại, ta sẽ lôi cái file chúng ta vào đây. Rồi OK, khi lôi cái file chúng ta vào thì nó sẽ có nhân vật gì đó. Nhưng mà tôi nói các bạn sao, khuyên các bạn là do cái tag này nè, nó sẽ có hai cảnh quay, nên tôi khuyên các bạn là nên chọn cái cảnh Mixamo là đang ra đây nè, đang chọn đi ha. Ta nhấn vào file, ta tạo ra cái file mới đi, tạo ra file mới chứ không sử dụng trực tiếp từ file này. OK, bây giờ file mới chúng ta có tên là cái tên CH46 kèm theo cái chữ Mixamo nè. Rồi sau khi được cái file mới gì á, thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là bắt đầu làm lại cái bài cũ, bạn thêm cái điểm control, những này nó quá quen ha, tôi đã làm nhiều quá quen rồi, tôi tạm tắt những cái vùng hiển thị đi, cái vùng an toàn nè. Rồi OK ha, rồi xong đó bạn. Rồi ta làm lại những cái thao tác trước này cho tôi một phút thôi, làm xong rồi chọn đây cho nó vô cái gót chân, rồi cho nó qua đây, nó hào hảo thôi. Rồi sau khi xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra nữa là chúng ta đã có đầy đủ ba yếu tố rồi, xương, da, những điểm control. Rồi sau đó chúng ta sẽ không chọn như nào hết, ta chỉ cần click vô cái nút màu đỏ này, xong yes, nhấn cái nút bên tay trái. OK xong đó bạn, thì nó đã liên kết xương với da đó. Rồi OK ha, sau khi bạn làm được cái tới bước này, là cái bước này là bước số mấy bạn? Bước này là bước số 1, bước đầu tiên. Là cái bước này chúng ta đã làm rất là nhiều lần rồi ha. Rồi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái bước thứ hai là copy cái việc mà chuyển động trên cái trang Mixamo nè. Thì nãy tôi nói các bạn là chúng ta không có tắt ha. Không có tắt cái giao diện này để vẫn giữ nguyên cái nhân vật này. Trong trường hợp mà các bạn lỡ tắt rồi á, tắt cái trang này rồi, bạn phải mở cái trang này lên lại. Sau đó là bạn xuất cái nhân vật chúng ta nè. Bạn phải xuất lên lại lần nữa. OK ha. Sau khi xuất lên lại lần nữa đến chi bạn, đến giờ bắt đầu chúng ta lấy cái việc chuyển động các bạn. Chúng ta không làm trực tiếp được, ta phải làm theo thủ công hai bước vậy đó. Đối với cái login này nó hơi phức tạp cho đó. Đối với cái việc chuyển động á, lấy chuyển động từ trên Mixamo xuống nè. Chúng ta không thể nào mà làm một bước là qua cái animation là tải cái file mà có chuyển động xuống, không được. Làm trực tiếp gì không được các bạn. Nó phải thông qua hai bước, là bước thứ nhất là chúng ta phải tải xuống trước một cái file nhân vật đứng yên.
đứng yên cái chữ tên gì, phải làm như nãy giờ tao làm đó. Rồi bước thứ hai là nếu bạn vẫn giữ cái file đó thì bạn qua bên cái máy xanh nè, bạn sẽ chọn cái chuyển động, bạn sẽ chọn cái kiểu chuyển động, ví dụ như bạn thích cái kiểu gì đó tùy các bạn, đánh nắm đá gì đó tùy các bạn. Ok ha, vậy bây giờ bên đó mới bắt đầu chọn cái kiểu chuyển động nè. Rồi bạn thích cái kiểu nào đó thì bạn click vô thôi, tùy bạn thôi. Ví dụ như tôi chọn đại cái nào đi bạn ha, chọn đại cái nào đi, ví dụ như tôi chọn chọn cái quốc bước đi đi cho nó dễ. Rồi vô tôi chọn cái tư thế bước đi này ha đó. Thì nhân được giật tôi hiện tại đang là bước đi về phía trước. Ok ha, bạn có muốn đứng yên tại chỗ thì để tại chỗ này, còn không thì cứ để nhân vật nó bước đi về phía trước như này. Rồi giả sử tôi cho tốc độ chậm tí đi bạn, để nó đi nhanh quá, tốc độ chậm tí. Rồi cái thời gian tôi cho cái giãn thời gian ra, những cái này tôi chỉnh thêm thôi mà không, bạn không cần chỉnh được, bạn cứ xong bạn cứ download về. Và lưu ý bạn cái này nè, chúng ta chỉ lấy cái phần xương thôi bạn, lấy cái phần xương chuyển động thôi, như là cái này nè đó, chúng ta không cần phải lấy cái nhân vật, không cần lấy nhân vật, nghe lấy cái lớp da bạn không cần thiết, chỉ lấy cái xương như vậy thôi. Rồi thì tới cái phần download nè, rồi download vậy ha, nó cái chỗ này quan trọng nè, chúng ta sẽ click vô cái chỗ mà skin là cái lớp da bạn, lớp da là cái nhân vật chúng ta. Nếu như bạn không muốn lấy cái nhân vật chúng ta, bạn chỉ muốn lấy cái xương mà tôi cho bạn xem đó, thì bạn chọn thì chọn này, without skin, nghĩa là tải xuống không bao gồm da, nó chỉ có xương chuyển động thôi, lưu ý ha, chọn without ha, without là không bao gồm cái skin là cái lớp da. Rồi sau đó download về, khi bạn download về á thì bạn sẽ thấy là chúng ta chỉ có chuyển động là cái bộ xương chuyển động thôi. Đây cái file ta nè, working nè. Rồi bạn sẽ cũng ở cái file này luôn, bạn nhấn vô cái chữ file, nhấn chữ mệt project nè bạn. Rồi bạn chọn cái file mà tôi vừa nói nãy là cái file có tên gì bạn, working nè. Rồi chọn cái file mà chúng ta mới vừa tải xuống ha. Rồi sau đó bạn cứ để mặc định, tôi nhấn ok. Rồi bạn thấy chưa, cái file chúng ta vừa tải xuống nè bạn, nó sẽ như vậy đó. Hay đây là có hai file, cái file ta mới vừa tải xuống chính là cái bộ khung xương màu trắng nè, nó mới có nè, nó chính là cái tên là Miss Amoric Hip nè, nó là cái file trên cùng nè, đang tôi chọn màu vàng nè, thấy chưa. Còn cái cô bé này á, toàn bộ cô bé này là cái file bên này, cái file CH46. Rồi ok ha, rồi cơ bản ta có được hai file rồi. Giờ tôi sẽ qua cái phần animation á, tôi cho bạn xem nè, animation đây, phần giao diện của animation á, cho bạn thấy được là cái chuyển động của cái khung xương ta. Rồi nhưng tôi đang ở cái frame số 0, tôi nhấn cái nút play phát bạn xem thử. Do cái frame này tôi đang để từ 0 bạn, tôi phải kéo nó giãn cái thời gian ra ha. Do cái video trước video nào đó tôi vô tình tôi kéo, tôi phải để cái giãn ra từ 0 cho tới 60 mấy là 68 frame. Rồi nhấn play thử, thấy chưa, thì bạn thấy được là chuyển động của cái bộ khung xương ta chuyển động đó. Thì nó không có cái lớp da ha, tại vì nãy người ta chọn thì chọn là without skin, nghĩa là không bao gồm lớp da, thì nó chỉ có cái phần xương chuyển động thôi đó. Tại vì mục đích chúng ta là chỉ muốn lấy được cái bộ xương chuyển động thôi bạn, rồi sau đó chúng ta sẽ copy qua cái bộ khung xương của cô bé này chuyển động nó, mục đích chúng ta là như vậy thôi. Thì bởi cái nếu bạn sử dụng cái plugin mà RH Character Tool này thì nó hơi phức tạp một tí, phức tạp cái bước mà thao tác mà copy chuyển động trên cái trang Mixamo xuống á, phải làm qua hai bước các bạn ha. Rồi thì đây là các bạn, chúng ta đang thao tác cái bước này là bước thứ hai đó, sau khi xong gì rồi sao các bạn. Rồi sau khi xong gì chúng ta chỉ còn làm thêm một cái thao tác này nữa thôi, rất là dễ, là tôi sẽ cho cái này nó thấp xuống tí. Rồi các bạn chỉ còn làm thêm một cái thao tác nữa là các bạn sẽ chọn cho tôi cái nó mất tiêu rồi, tôi cho cái rồi lôi cái này ra lại đi bạn. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng đúng cái cho icon lớn lên. Ta sẽ sử dụng cái nút cuối cùng nè bạn, cái nút cuối cùng ở trong đây đi. Cái nút cuối cùng nó sẽ có tên là MoCraft nè, nút cuối cùng nè, MoCraft Tool Controller nè, đó. Ok ha. Rồi đầu tiên ta sẽ chọn cái thư mục mà chứa cái nhân vật chính chúng ta, cái cô bé này đây. Rồi, ta đang chọn ha. Rồi sau đó ta nhấn cái nút này. Rồi. Nó báo lỗi, chúng ta phải chọn cái thư mục này đúng, chọn cái con master nè, là cái trình mà điều khiển control tổng á, phải chọn cái này mới đúng nè bạn, lưu ý ha. Ta chọn sai thì nó thông báo cho chúng ta biết thôi, ta phải chọn đúng cái con này, đây là cái điểm điều khiển tổng, điều khiển những cái điểm control nè bạn, đây là thật ra nó là cái hình cái giọt nước, hình cái tim ở dưới nè, nó là cái này. Rồi ta phải chọn cái đó trước, rồi sau khi chọn đó ta mới click cái nút này được, rồi click ha. Đó thì bây giờ cái phần mềm á, nó sẽ hỏi chúng ta copy cái chuyển động từ cái frame số mấy đến frame số mấy. Hiện tại chúng ta cái con
cái bộ khung xương này bạn, bộ khung xương màu trắng nè, bộ khung xương màu trắng nè, nó đang chuyển động từ cái thời gian là 0 frame cho đến 68 frame, hay là 60, 65 nè, 66, 67, 68, 68 frame. Thì cái phần mềm nó hỏi chúng ta là chúng ta muốn copy từ cái frame số mấy đến frame số mấy. Thấy chưa? Phần mềm nó thông minh lắm, nó cho chúng ta copy từng đoạn luôn, hoặc là copy hết tất cả luôn. Ví dụ bạn muốn copy hết tất cả cái chuyển động của cái bộ xương này thì bạn đánh từ 0 đến 68. Bạn nghe nè. Nó mà đánh từ 0 đến 68 thì copy hết tất cả. Ok ha. Còn tôi lấy ví dụ như tôi chỉ muốn copy từ 0 cho tới 50 thôi. Tôi lấy ví dụ ha, 0 cho tới 50 thôi. Rồi tôi lấy ví dụ. Bạn đánh như này bạn xóa đi, bạn đánh vô số 50. Đó. Tôi chỉ muốn copy cái chuyển động là từ frame số 0 tới frame số 10, số 50 của cái bộ khung xương này thôi. Nhấn ok. Rồi, bạn thấy chưa? Đang copy chuyển động đó, bạn đừng có đụng, bạn đừng có làm gì hết, bạn để nó chạy. Do nãy tôi chỉnh tới thời gian nó nhiều quá, nó hơi nhiều. Nên làm hơi lâu một tí, chứ bình thường bạn lít cái là xong rồi. Rồi bạn thấy chưa? Bây giờ cái nhân vật chúng ta nó đang đứng trùng với cái bộ xương đó. Thấy chưa? Bộ xương là cái file trên đây nè. Cái file mà chúng ta mới vừa tải chuyển động về, còn đây là cái file gốc nè. Đó. Thì cái file gốc chúng ta nó đã copy frame y chang đó. Bạn xin bạn nào nhìn kỹ á thì bạn sẽ thấy là tổng cộng chúng ta sẽ có hai cái chuyển động ở trên này bạn, hai cái track nè. Cái track ở trên cùng á là cái track mà cái track trên cùng là cái track của cái thằng hip này bạn, còn cái track dưới là cái track. Cái này là tại vì các bạn chưa tìm hiểu về cái phần mà chuyển động nên tôi nói với các bạn hơi khó hiểu tí, nhưng mà đại khái bạn cứ hình dung ở trên đây chúng ta có cái track từ 0 đến 68 nè, đó chính là của cái ông Mr. Mohip này. Còn từ 0 cho tới 50 nè bạn, từ 0 tới 50 nè là cái chuyển động của cái nhân vật nữ chúng ta, cái cô bé này. Nó do chúng ta mới copy từ 0 nè, từ 0 tới 50 thôi. Nãy bạn muốn copy hết thì bạn chọn từ 0 tới 68 luôn, hay là 68 nè bạn, cho kết thúc nè. Rồi dễ hình dung ha. Giờ tôi sẽ test thử cho bạn xem nè. Ví dụ như tôi chọn thử cái này. Thấy chưa, tôi dọn cái bộ khung xương này nó sẽ cho chúng ta tô dạng cái track mà của cái 68 là từ 0 đến 68, cái bộ mà trên mic camo chúng ta tải xuống á. Rồi, còn nếu tôi chọn thử cái này. Thấy chưa? Cái này nó để cho chúng ta biết là cái khúc bên dưới nè bạn, khúc bên dưới này nè, từ đây tới đây. Rồi. Tôi sẽ test thử bạn xem ha, tôi sẽ lít thử chuyển động nè. Đó, mà thấy chưa? Cô gái sẽ chuyển động từ cái khung hình số 0 cho đến 50 là kết thúc rồi. Còn cái bộ xương thì nó chỉ chuyển động tiếp từ 50 cho đến 68. Trong thời gian đầu là hai cái nó đang chuyển động trùng với nhau bạn, từ 0 cho đến 50 nè, là cái bộ xương với cô bé này đang chuyển động trùng với nhau, bộ xương đang chuyển động bên trong cô bé nên các bạn không thấy hai cái nó trùng vị trí nhau. Rồi, nhưng mà từ 50 cho đến 68 thì cô bé đã đứng yên, tại vì cái chỗ này bạn, chỗ này nó đâu có cây frame đâu. Cái khúc này là cái frame, cái chuyển động của cô bé nè. Cái track của cô bé là từ đây đến đây nè bạn. Đó. Còn chỉ có cái track mà của cái bộ khung xương ta chuyển động là chỉ có một cái duy nhất một cái dòng ở trên cùng thôi. Đó. Dòng trên cùng nè, đó. Còn cái màu trắng ở trên là cái dòng tổng không nói ha. Dòng trên cùng đây là cái dòng summary, là dòng tổng. Dòng trên cùng là tổng tổng. Rồi, là bạn hình dung được ha. Chúng ta chỉ mới copy được cái chuyển động của cô bé là từ 0 cho đến 50 frame thôi. Còn từ 51 cho đến 68 thì không có. Nên cô bé đứng im, cái bộ khung xương vẫn chuyển động liên tục từ 0 đến 68. Rồi. Tại sao tôi không muốn copy hết toàn bộ bạn? Tôi làm gì chi? Để tôi muốn chỉ các bạn xem mà. Trường hợp này chúng ta muốn copy là nguyên một cái dãy liên tục nhau. Còn trường hợp bạn muốn copy từng frame sao? Thì tôi sẽ chỉ bạn cái cách nè. Đây ví dụ ha. Như tôi đang ở cái frame số 55 nè. Số 60 đi. Rồi. Số 65 luôn đi cho nó hai cái xa nhau. Rồi ví dụ gì ha? Thì bạn sẽ thấy cái điều gì? Ví dụ như cái bộ khung xương đang ở đúng tư thế này. Rồi tư thế này. Cô bé đang ở tư thế này. Thì tôi muốn copy cái frame cái cô bé này nè, giống cái tư thế mà cái bộ khung xương này ở đây thì làm sao? Thì tôi sẽ giữ phím Ctrl. Lưu ý hồi nãy ta chỉ lít vô đây thôi. Giờ ta đang chọn cái lưu ý, đang chọn cái bộ điều khiển Conmaster ha. Conmaster là cái bộ điều khiển tổng á, điều khiển tổng các bạn. Rồi, đang chọn nó. Rồi xuống đây ta giữ cái phím Ctrl. Lưu ý ha, tay trái giữ phím Ctrl và lít vô đây. Tay trái giữ phím Ctrl và lít vô nút này các bạn. Và khi tôi lít vô đây bạn sẽ nhìn thấy tại cái vị trí tôi đang để là cái frame hình số mấy bạn, số 55, 65 nè. Nó sẽ sinh chúng ta cái cây frame của nó. Rồi tôi lít thử nè, Ctrl lít vô đây. Thấy chưa? Phần mềm sẽ tự động tạo chúng ta được cái cây frame tại khung hình số 65. Nó đó, cái cách đó người ta gọi là copy thủ công bạn. Copy từng frame một. Còn ban đầu chúng ta làm nó là chúng ta copy một cái dãy số liên tục nhau, một cái frame liên tục nhau. Ok ha. Đây tôi sẽ kéo thử đây cho bạn thấy chuyển động nè. Cô bé đang đứng đây. Rồi, sao đó bạn? Tự động cô bé sẽ đi luôn. Thấy giờ này tôi làm thử bạn xem nào.
Hiện tại lúc này là cái cô bé với cái xương là chuyển động khớp rất là khớp nhau, khớp theo từng gram luôn ha, khớp theo từng gram luôn. Nhưng mà tới vị trí này nó sẽ khác biệt, từ 50 cho đi nó sẽ khác biệt nè, là từ 50 sẽ khác biệt nè, thấy chưa? Tại sao vậy? Tại vì cái khúc này nó đâu có frame đâu, cái phần mềm SimFree á nó chỉ biết nội suy thôi bạn, nó sợ nội suy từ số 50 cho đến số 65 nè, nó nội suy cái khoảng trống đó, thấy chưa? Chứ nó không thể nào chuyển động giống được trùng với cái xương. Bạn muốn chuyển động giống trùng với cái xương đang chuyển động thì bạn phải làm từng cái, bạn phải copy từng RAM. Ví dụ tôi đang ở RAM 51 nè, tôi giữ control lít vô đây, rồi tôi qua cái RAM 52 control lít vô đây đó, thì khi đó thì cái xương với cái cô bé này nó sẽ chuyển động đúng với nhau từng RAM một luôn, lưới à, đúng nhau từng RAM một luôn. 53 nè, 53 nè, control lít vô đây, qua mỗi RAM tôi đều giữ control lít cho, thấy chưa? Nó qua mỗi RAM tôi đều giữ control, giữ control và tôi lít thì tự động cái phần xương với cái phần cô bé này nó sẽ trùng với nhau luôn đó. Thì tôi cố tình làm vậy cho bạn thấy được cái cách mà trường hợp các bạn không muốn mà copy liên tục như vậy, thì bạn muốn copy mà nó có cách khoảng á, thì bạn sẽ làm theo cách này, di chuyển đến cái RAM mà bạn mong muốn, sau đó bạn giữ phía tay trái giữ phím control bằng lít vô đây, thì nó sẽ copy chúng ta đúng chỉ duy nhất cái RAM đó thôi, thấy chưa? Này tôi đang copy từng RAM, là bạn chọn RAM nào cũng được, ví dụ tôi chọn RAM số 64 à, control đó. Ok chưa? Ok ha, rất là dễ. Rồi, chỉ đơn giản thôi bạn. Xong. Ok. Hồi nãy tôi lỡ nhấn cái phím Montelet đó, tôi bỏ chọn á, tôi Control Z đi. Nếu bạn Control Z thì nó sẽ xóa từng cái RAM chúng ta. Bây giờ xóa từng cái RAM lại. Rồi. Còn trường hợp các bạn muốn làm lại á, ví dụ như đây đang chống từ cái RAM số mấy bạn? Từ RAM số 61 cho đến xem số 63 nè. Thì bạn muốn làm lại từ đầu ấy, bạn chọn lại cái Con Master này, điều khiển tổng nè. Sau đó bạn lít vô cái này, không có giữ control ha, lít vô đây. Rồi, thì nó sẽ hiện chúng ta chỉnh sửa cái điểm control liên tục. Tôi muốn chỉnh từ 61 đến 63 thì tôi chọn này từ 61 tới 63. Rồi, thì nó sẽ copy cái chuyển động của cái bộ xương qua cô bé này từ 61 đến 63. Ok. Thế nè, nó sẽ lấp đầy cái chỗ trống này ha. Nó, thấy chưa? Rồi, không tin thì giờ tôi sẽ test thử bạn xem cái sẵn ta làm hết luôn đi bạn, làm tới control lít ở đây. Rồi giữ control lít ở đây. Cho đến đôi control lít ở đây. Rồi. Thì bây giờ cái bộ xương với cô bé này đang chuyển động giống nhau đó. Nè tôi nhấn test thử nè. Đó, cái bộ xương đang bị trùng ha, đang bị trùng trong cô bé. Các bạn không thấy rõ đâu. Không tin giờ tôi sẽ quay lại cái giao diện ban đầu nè cho nó phóng to lên bạn dễ thấy. Rồi ok ha. Rồi. Đó. Thấy chưa, bộ xương với cô bé. Giờ tôi sẽ có quyền tôi có thể là xóa cái bộ xương luôn đi bạn. Tại giờ tôi đã copy cái chuyển động qua cái chuyển động qua cô bé rồi, nên cái bộ xương mà chúng ta tải từ trên Mixamo xuống á, cái bộ xương mà chuyển động á, thì chúng ta sẽ là cái bộ xương này nè, bộ xương chuyển động này nè, chúng ta xóa nó đi. Tại giờ nó dư thừa rồi, ta đã lấy xong cái việc chuyển động rồi, copy được cái việc chuyển động rồi, nên ta xóa đi, chọn nó nhấn delete. Rồi giờ ta hiển thị lại cái phần cô bé với phần xương, bộ xương của cô bé nè. Đây là cái phần xương của cô bé, lớp da với những điểm control ha. Đó. Thì lớp dưới đây. Rồi chúng ta vừa thực hiện xong cái thao tác là copy chuyển động từ trên Mixamo xuống. Rồi, câu hỏi đặt ra nữa là giả sử như trường hợp tôi không muốn chuyển động này nữa sao? Không muốn cái tư thế đi nữa, tôi muốn thành tư thế đá đấm như đánh gì đó, thì cũng dễ thôi, bạn cứ quay lại cái trang Mixamo. Bạn tải cái nhân vật cô bé này lên ha. Tải nhân vật cô bé này lên, rồi sau đó các bạn sẽ chọn cái tư thế nào đó thay đổi. Ví dụ tôi chọn một tư thế khác ha. Tôi không muốn tư thế đi bộ nữa, giả sử tôi muốn cái tư thế là đánh đấm hay gì đi, đánh đấm đá hay cái gì đó. Tôi đánh đại chữ hit à, hit là đánh mà. Đó. Như tôi đánh đại một cái tư thế nào đó, cầm súng nữa nè. Đánh bóng tennis nữa nè. Tôi kiếm tư thế nào cho nó đẹp đẹp tí mà. Hit là sao nó không có tư thế đánh ta? Tôi đánh từ khóa tiếng Anh nó không được đúng, mà đánh combat thử. Combat là tấn công á. Rồi. Dù tôi đánh cái tư thế là đá đi bạn ha. Rồi. Và tôi lấy cái tư thế là cô bé này đá nha, đứng tại chỗ đá nè. Rồi tôi sẽ tải cái chuyển động này xuống. Lít vô cái chữ download đây. Rồi. Và khi tải xuống thì sao bạn? Tôi như nãy tôi nói, tôi muốn tải cái phần xương thôi, tôi không muốn tải cái lớp da, không muốn tải cái nhân vật này. Tôi muốn chỉ tải đúng cái xương thôi, mặc định nó sẽ gì. Thì tôi sẽ chọn thì chọn là without skin nha. Rồi nhấn download. Đó, thì khi tải xuống thì chúng ta chỉ tải nó bao gồm là cái phần chuyển động của cái xương thôi. Lưới ha, lưới là dấu without nha. Rồi. Giờ tôi sẽ làm lại trang lại. Giờ tôi sẽ làm sao? Tôi hiện tại nó đang chuyển động, cô bé đang chuyển động rồi.
Ok ha, các bạn đang chuyển động rồi. Các bạn có thể là xóa cái cây RAM đi bạn. Bạn có thể vào trong cái phần anime á, bạn xóa cái cây RAM nếu bạn không muốn nha. Bạn hãy vào trong anime lại nè. Bạn bật cái này cũng được, còn không thì bạn bật cái cửa sổ phụ đây cho nhanh, ví dụ bạn vào QuickTime nè. Đó, bật ra cửa sổ phụ cái nó cũng được. Thì bạn chọn hết cái phần này bạn xóa đi, ví dụ bạn hãy chọn cái quét từ dưới lên trên nè, nhấn delete xóa. Như là chúng ta xóa cái đặt khóa cây á. Như là bây giờ cô bé này đang đứng yên rồi đó, không có chuyển động nhất. Bạn muốn quay về cái chuyển động ban đầu á thì bạn chọn cái quay nè. Đó. Nhấn hồi nãy là tên tí à. Hồi nãy phải chi để cô bé ở trạng thái không rồi, không sao hết, cứ để như đặt mặc định như đi. Ok ha. Khi nào bây giờ cô bé này không có cái cây RAM nữa đó. Không tin nhờ ta lít thử như điểm control nè. Bây giờ ta không thấy được cái đỏ là có cây RAM á. Đâu có đặt khóa cây đỏ gì đâu, đúng không? Rồi. Là xong đó bạn, cô bé là giờ là nó không có cây RAM đó. Giả sử như vậy ta muốn copy cái cây RAM thì sao bạn? Muốn copy lại, chọn thử cái này coi. Rồi, giờ ta sẽ chọn cái gì ta? Cái này ta tải xuống có tên gì bạn? Nãy ta quên coi tên đó. Có tên là Material 2 nè. Rồi, ta chọn cái Material 2 ta lo vô đây. Ok, rồi đây là cái bộ ý. Xin lỗi, không nó lo kiểu đó được. Nếu bạn lo kiểu đó thì tự động phần mềm nó sẽ tạo cho chúng ta một cái file mới. Lưu ý ha, ta không lo kiểu đó được mà chúng ta dùng chức năng là mệt. Ta sử dụng file này bạn. Mệt object đây, lít vô đây cũng được. Còn không thì bạn lít file đây. Chức năng mệt object, đây nè. Control Shift O. Rồi, ta sẽ chọn ra cái file mà nãy chúng ta tải xuống bạn. File này nè. Nó nãy ta tải xuống đó, ok. Rồi ta được cái bộ khung xương chuyển động này. Bộ khung xương này là cô cái nó đang đá bạn. Đang tư thế đá ha, đúng không? Rồi. Đây cái bộ khung xương ta mới vừa tải về nè. Cái file trên nè bạn, Mixamo Rig Hip nè, 2.hip nè. Còn cái này là cái của cô bé ta, này là của cô bé ha. Đó, bây giờ cô cái nhân vật của ta. Rồi, giờ chúng ta muốn copy cái chuyển động nó đá thì sao? Làm y chang nãy thôi bạn, có gì đâu khó. Các bạn đầu tiên các bạn sẽ bật cái này lên, chọn cái master tổng. Đây là những điểm control bạn, những điểm điều khiển, những điểm control nè. Ta lấy lại cái này đi bạn. Rồi bạn lít vô cái nút cuối cùng mocap nữa. Tôi phóng to lên cho bạn mới dễ thấy. Rồi, ta lít vô cái mocap nè bạn. Lưu ý là ta đang chọn cái master hả bạn, cái điểm mà vào điều khiển tổng á. Này, rồi lít vô cái mocap đây, số 15 nè. Rồi. Thì nó cũng vậy thôi, nó sẽ hỏi chúng ta là copy từ máy đến máy. Hiện tại cái nhân vật chúng ta như là chuyển động đang từ 0 tới 39 đó bạn. Tao không biết nhớ nữa. Tao không nhớ thì tao qua đây tao kiểm tra coi những cái nhân vật xưa này nè. Nó chuyển động là từ frame mấy tới frame mấy à? Từ frame số 0 đến frame số 39 đúng rồi nè bạn. À, từ 0 cho đến 39 đó. Ok ha. Rồi tao lít lại, chọn cái con master lại. Lít vô cái mocap đây. Rồi bạn muốn copy từ máy tới máy nào? Ta muốn copy từ 0 cho đến 39 luôn ha, toàn bộ luôn từ 0 cho tới 39 luôn, nhấn ok. Rồi. Nó đang copy hết toàn bộ tư thế chuyển động đá từ 0 tới 39 frame luôn. Thì mặc định cái dự án cái project chúng ta đang để là 30 frame một giây bạn. Nghĩa là một giây thì nó sẽ chuyển động 30 frame hình, 30 khung hình đó bạn. 30 khung hình là 30 bức ảnh đó. Rồi. Thì nó xong đó bạn. Bạn nào không tin thì có thể là bật cái cửa sổ lên kiểm tra lại coi tao nói đúng không. Đây. Thấy chưa? Ok ha, nó xong đó. Thì đây là cái bộ xương của ta nè bạn. Cái bộ xương mà ta tải từ trên Mixamo về nè, cái trên lá cây nè, Mixamo Rig Hip nè. Còn toàn bộ cái dưới đây là cái bộ xương, cái bộ mà điều khiển á, control của cái cô bé nè, con master đây. Nó phân biệt cho rõ ha. Rồi. Thì nó đã copy trang là từ 0 tới 39 hai cái trùng nhau nè. Đó. Giờ chúng ta thấy xóa đi bạn. Xóa cái bộ khung xương từ trên Mixamo xuống đi, xóa cái màu xanh lá cây này nè, chính là cái xanh lá cây nè. Nhìn theo phương ngang các bạn, trong đây người ta gọi là cái track, mỗi cái này gọi là cái track nè, cái track nè. Cái track này bạn, ta xóa cái track này nè ha, cái track tôi đang rơi nè. Còn cái track trên là cái summary, là cái track tổng thì không nói rồi, track trên cùng là cái track tổng, thư mục tổng. Rồi, ta xóa bạn thấy nó mất tiêu nè, lít vô đây, nhấn delete. Nhấn delete xóa cho nhanh ha, nhấn delete. Đó, thấy chưa, nó xóa mất tiêu cái track đó rồi. Rồi, giờ tôi sẽ test thử. Lưu ý chúng ta chỉ có chuyển động từ 0 tới 39 thôi, nên những cái dư bạn nên xóa đi. RAM từ 0 tới 39 thôi nè. Rồi. Đó. Thì nhân vật chúng ta sẽ copy được cái việc đá
thấy dễ chưa? Bởi vì nhiều anh chị khác người trên ở nước ngoài người ta khoái sử dụng LinkedIn này lắm, tại vì có 49 đô có 1 triệu mấy so với người ta rẻ lắm bạn, nên người ta sử dụng cái LinkedIn này nhiều dữ lắm. Thì sử dụng vô ngoại trừ cái việc gắn xương là cái việc cơ bản rồi, hầu như LinkedIn nào cũng làm được, như là Ikamak nè, Bendy Bendy Limbrick nè đó, thì LinkedIn nào cũng làm được. Nhưng mà cái này nó hơn được những cái LinkedIn khác là gì bạn, là nó có cái việc là copy chuyển động từ trên Mixamo xuống, một chuyện là bằng cái gì, bằng cái mocap tool control nè. Cái chuyện thứ hai là nó sẽ có một số công cụ hỗ trợ cho chúng ta thực hiện cái việc mà chỉnh sửa cái chuyển động này bạn, hoặc là thậm chí là các bạn xem trên mạng á, là chúng ta sẽ chỉnh sửa thủ công luôn, như là chúng ta chỉ cần cái bộ khung xương thôi, cái bộ khung xương, cái bộ điều khiển của cái nhân vật đây, rồi sau đó chúng ta sẽ tự đặt khóa cây làm cho nhân vật chúng ta chuyển động từ A đến Z luôn, không cần copy cái việc chuyển động trên Mixamo xuống nữa. Chúng ta chỉ cần bộ khung xương thôi bạn, rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ này nè để chúng ta tự đặt khóa cây làm cho nhân vật chúng ta chuyển động. Tại vì đôi lúc tôi lấy ví dụ ha, đôi lúc ví dụ như trên cái trang Mixamo á, nó chuyển động mà không theo ý chúng ta, hoặc là khách hàng hay là sếp á muốn làm một cái hành động lạ nào đó, một cái chuyển động nào đó, ví dụ như cái chuyển động là cái cô bé này hai tay dụi con mắt đi, cô bé này khóc, thì trên Mixamo làm gì có tư thế đó đúng không, làm gì có tư thế mà tự nhiên cô bé này giống như là bị ai đánh cái, người cô bé hay lấy hai ngón tay dụi lên trên mắt để khóc. Thì trên trang web Mixamo thì không bao giờ có cái hành động đó, có chuyển động đó, nên chúng ta phải thực hiện cái việc là tự đặt khóa cây làm thủ công, thì chúng ta phải tự làm, thì chúng ta dựa trên những cái control nè, những chức năng này bạn làm cũng dễ thôi, không khó đâu, nếu có thời gian tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau. Khi nào tới cái phần mà là đặt khóa cây làm chuyển động đó, tôi sẽ nhắc lại. Ok ha. Còn cái video này chúng ta chỉ dừng lại cái việc làm ta copy chuyển động từ trên Mixamo xuống thôi. Đó. Rồi. Ok. Nói khi nào tới cái phần anime này tôi sẽ nhắc lại cái phần mà làm chuyển động. Giờ chưa phải lúc. Thấy chưa? Ok ha. Rồi. Thôi kết thúc video này ở đây đi. Tôi là Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web là phan.tú.com. Hẹn gặp lại các bạn.